Đã bao ngày gian khó ta vẫn đứng lên, đã bao lần vỡ nát ta vẫn sống tên. Đất nước nghìn xưa văng hiến, yêu kiều mến thương, vẫn hiên ngàn dù năm tháng tiêu điều gió xưa. Dù cho Covid đang tiên chiến, cả thế giới hôm nay chung một lòng, Việt Nam ta vẫn luôn hăng hái, sẵn sàng chiến đấu cho tương lai. Cánh én bay lượn tự do không thể thiếu đi mùa xuân về, đất nước yên bình an vui không thể thiếu đi những anh hùng. Bần khuất kiên cường nghiêng ngang không ngại nắng mưa và đau buồn, giữ vững tinh thần hăng hái ta cùng quyết chiến trận ngựa nào. Những anh hùng Việt Nam không ngại đấu tranh vì Covid, những ngôi sao tỏa sáng luôn vững bước theo niềm tin. Giữ vững tinh thần Việt Nam kiên cường đấu tranh qua thời gian, vẫn đó bầu trời tỏa sáng những anh hùng Việt Nam. Duy em xin chào tất cả mọi người. Ba mẹ Duy em cũng đang làm cho ngành y, cho nên là Duy em cũng thấy được một phần nào đó rất là nhỏ cái nỗi khổ, cái sự vất vả của những y bác sĩ, và nhất là trong cái mùa đại dịch lần này. Và đó chính là cảm hứng lớn để mà Duy em viết ra cái bài Những Anh Hùng Việt Nam, với cái mong muốn là có thể gửi bài hát này đến với những y bác sĩ, những chiến sĩ đang phải làm việc và chiến đấu ngoài kia, mong sao cho đất nước mình mau chóng vượt qua đại dịch. Dù cho Covid đang tuyên chiến, cả thế giới này chung một lòng, còn Việt Nam ta vẫn luôn luôn hăng hái, sẵn sàng chiến đấu cho tương lai. Cánh én bay lượn tự do không thể thiếu đi mùa xuân về, đất nước yên bình an vui không thể thiếu đi những anh hùng. Bần khuất kiên cường nghiêng ngang không ngại nắng mưa và đau buồn, giữ vững tinh thần hăng hái ta cùng chiến trận nữa nào. Những anh hùng Việt Nam không ngại đấu tranh vì Covid, những ngôi sao tỏa sáng luôn vững bước theo niềm tin. Giữ vững tinh thần Việt Nam kiên cường đấu tranh qua thời gian, vẫn đó bầu trời tỏa sáng những anh hùng Việt Nam. Vì cùng nhau đồng lòng và đoàn kết, hướng về ngày mới đang lên, là ngày anh em gọi vang Việt Nam chiến thắng. Cánh én bay lượn tự do không thể thiếu đi mùa xuân về, đất nước yên bình an vui không thể thiếu đi những anh hùng. Bất khuất kiên cường nghiêng ngang không ngại nắng mưa và đau buồn, giữ vững tinh thần hăng hái ta cùng quyết chiến trận nữa nào. Những anh hùng Việt Nam không ngại đấu tranh vì Covid, những ngôi sao tỏa sáng luôn vững bước theo niềm tin. Giữ vững tinh thần Việt Nam kiên cường đấu tranh qua thời gian, vẫn có bầu trời tỏa sáng những anh hùng Việt Nam. Và cũng nhân ngày 24 năm thành lập trường của Đại học Văn Hiến, thì Duy cũng muốn dành tặng bài hát này cho ngôi trường Đại học Văn Hiến, và rất là mong Việt Nam sẽ mau chóng vượt qua đại dịch. Rất mong những anh hùng Việt Nam có thể chắp cánh bay cao bay xa, không thể thiếu đi những anh hùng. Bất khuất kiên cường nghiêng ngang không ngại nắng mưa và đau buồn, giữ vững tinh thần hăng hái ta cùng quyết chiến trận nữa nào.